Danh ca Hương Lan tuổi 68 không giải nghệ được phải hát tới chết. Mới đây tại chương trình The Vincent Show, danh ca Hương Lan đã chia sẻ về kế hoạch tương lai của mình. Cô nói: Tôi đang dự định tới năm 70 tuổi sẽ làm live show cuối cùng. Tôi không dám nói sẽ giải nghệ vì nghề này ông trời cho thì không giải được phải hát tới chết. Nếu còn giọng hát nhưng tôi không thể đi show nhiều như bây giờ. Thực sự tôi cũng không còn nhiều thì giờ để dành cho gia đình nên vẫn phải chú tâm vào gia đình. Tôi cũng muốn có thời gian làm kênh youtube kể lại cuộc đời mình, kể lại những khó khăn, buồn vui trong hơn 60 năm trên sân khấu. Tới năm 70 tuổi tôi cũng tròn 65 năm đứng trên sân khấu. Với một nghệ sĩ, 65 năm tuổi nghề là đủ rồi. Tôi cần dừng lại để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tuy nhiên tôi vẫn hát nhưng ít hơn và hạn chế đi show lại. Tôi chủ yếu hát live trên kênh youtube của mình, làm chương trình âm nhạc riêng trên kênh đó. Hương Lan cũng lên tiếng về việc bị nhiều kênh youtube mạo danh. Cô nói, xin thông báo với mọi người những kênh youtube quý vị đang xem đều không phải của tôi. Người ta cứ lấy clip hình ảnh của tôi về làm tùm lum. Bây giờ tôi còn đang gặp khó khăn trong việc lập kênh youtube vì những kênh mạo danh kia lấy hết nhạc của tôi, công bố thành bản quyền của họ. Tôi đang chuẩn bị làm kênh youtube cho mình và tự tôi sẽ đứng ra làm kênh chính thức đó. Kênh youtube của tôi không đơn giản như vậy đâu Tôi phải quay lại hết những hình ảnh ở Pháp để đăng tải Trước đây tôi từ Việt Nam qua Pháp đầu tiên Rồi sau này mới sang Mỹ Vì vậy tôi muốn đi lại những nơi mình từng sống Tâm sự lại cho khán giả biết Tôi muốn làm một kênh youtube để ghi lại hình ảnh của mình Cho các bạn trẻ thấy được tôi, biết được tôi Các bạn trẻ giờ cũng biết tới tôi Nhưng không biết tôi đến từ đâu Là con ai, sinh trưởng từ cái nơi nào Cuộc đời trải qua những gì Tôi sẽ tâm sự lại hết những điều đó Danh ca Hương Lan, tôi không còn thời gian, sức khỏe để làm live show khác. Sau live show Hương Lan, một đời sân khấu diễn ra vào tháng 6 năm 2018, vì cầu toàn lên đến nay DVD cùng tên của danh ca Hương Lan mới chính thức được phát hành và chị xem đây là live show để đời của mình. Tối mùng 7 tháng 10, danh ca Hương Lan cho biết, dù thời lượng 3 tiếng là khá dài trên sân khấu, nhưng không thể đủ nói hết những tác phẩm hay quá trình làm nghề của chị. Hiện tuổi chị đã cao cũng như xét về khía cạnh tâm huyết thì chị khẳng định đã dốc hết sức hết lòng vào DVD này nên sau này sẽ không thể có đủ thời gian hay sức khỏe làm được cuốn thứ hai. Danh ca Hương Lan rơm rớm nước mắt nhưng trong ánh mắt của chị vẫn ánh lên niềm hạnh phúc. Vì hơn ai hết, khán giả yêu thích giọng hát của Hương Lan. Theo dõi chị suốt bao năm qua đã chứng kiến được Hương Lan có cuộc đời làm nghệ thuật thăng hoa và thành công. Khi đến nay, nói đến dòng nhạc trữ tình, mang âm hưởng dân ca hay các ca khúc bolero, hiếm có giọng ca nữ nào vượt qua chị tổng đạo diễn trần vi mỹ người thực hiện live show hương lan một đời sân khấu cho biết làm dvd này rất tốn kém mất nhiều thời gian vì chị hương lan quá kỵ tính cũng như cầu toàn chưa kể hai người ở khoảng cách xa nên cứ phải bay đi bay về mỗi khi hội ý hoặc biên tập chỉnh sửa để dvd được hoàn thiện anh cũng dành sự ngưỡng mộ cho thần tượng thủ thuật thơ bé của mình và rất nề phục sức làm việc cũng như tâm huyết của danh ca hương lan cho sản phẩm này DVD Hương Lan một đời sân khấu được phát hành giải tỏa cơn khát cho người hâm mộ danh ca Hương Lan toàn thế giới. Live show để đời này diễn ra chỉ có khoảng hơn 2.000 khán giả tại Việt Nam được xem biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Với cộng đồng người hâm mộ thuộc mọi lứa tuổi ở khắp nơi tại hải ngoại, có thể nói việc không được xem trực tiếp Hương Lan một đời sân khấu là điều rất tiếc nuối. Vì thế hơn một năm qua họ đã giáo diết đề nghị Hương Lan phát hành DVD này để giải tỏa cơn khát. Là người cầu toàn nên sau gần một năm chuẩn bị kỹ càng, danh ca Hương Lan cùng đạo diễn Trần Vi Mỹ cuối cùng đã cho ra mắt DVD ý nghĩa này. DVD này có thời lượng 3 tiếng với hàng loạt tác phẩm mà danh ca Hương Lan dốc ruột gan thể hiện tất cả tinh hoa trong nghiệp ca hát của mình. Từ vọng cổ đến dân ca, tân nhạc, rất nhiều ca khúc được yêu thích đã được Hương Lan thể hiện qua giọng hát huyền thoại với âm sắc ngọt ngào, luyến láy, điêu luyện như em đi trên cỏ non, ca cảnh trưng nữ vương, còn thương rau đắng mọc sau hè, chiếc áo bà ba, ba, cây đàn bỏ quên và những tình khúc bolero gắn liền với tên tuổi Hương Lan được khán giả khắp nơi biết đến. Hơn một năm sau ngày diễn ra live show nhưng với những khán giả được xem trực tiếp trên sân khấu, họ vẫn không khỏi bồi hồi xúc động khi xem lại những thước băng ghi hình. Với họ, hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi xem live show một đời sân khấu kỷ niệm 57 năm ca hát của Hương Lan là chưa đủ, họ vẫn muốn được xem thêm nhiều lần nữa. Trong DVD này, khán giả cũng sẽ bắt gặp lại những gương mặt quen thuộc có tầm ảnh hưởng gắn bó với sự nghiệp của danh ca Hương Lan như nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, Trọng Phúc và các nghệ sĩ khách mời Trí Tài, Ý Lan, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Đức Tuấn, vân vân. DVD được dẫn dắt bởi cặp đôi danh hài Hoài Linh Trí Tài trong vai người kể chuyện đời của Hương Lan. Rất nhiều câu chuyện đằng sau bức màn nhung đã được nữ nghệ sĩ bật mí hay những năm tháng thăng trầm với nghệ thuật nơi xứ người, cũng như trên đường đời đã được hai người dẫn chuyện cùng Hương Lan kể lại rất duyên dáng, xúc động và chân thực. Nhạc sĩ Đức Trí đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, soạn giả Hoàng Song Việt biên tập phần cổ nhạc cho DVD này. Danh ca Hương Lan cho biết thêm, chính nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu là cố vấn cho phần cải lương của chương trình. Hiện DVD đã chính thức được phát hành trên toàn thế giới thông qua các cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Cú Tây Bắc danh ca Hương Lan dã từ sân khấu. Sau ca sĩ mặt nạ danh ca Hương Lan tổ chức đêm nhạc cuối để dã từ sân khấu, Hương Lan cho biết sắp tới cô không nhận lời hát sự kiện, chỉ tham gia chương trình thiện nguyện, lập kênh cá nhân để hát tặng khán giả. Tại đêm công bố và trao giải The Mask Singer 2023, sau khi cởi mặt nạ cú Tây Bắc, danh ca Hương Lan tuyên bố từ dã sân khấu. Nữ nghệ sĩ sắp tới tổ chức đêm nhạc cuối tri ân khán giả, sau đó ngừng biểu diễn ở phòng trà chạy show. Tôi không hát trên sân khấu nữa nhưng không hoàn toàn giải nghệ. Tôi lập kênh YouTube riêng, đăng video ca hát và giao lưu với người hâm mộ. Tôi miệt mài làm nghề hơn 60 năm và đến lúc cần nghỉ ngơi, danh ca Hương Lan nói, thời gian tới danh ca Hương Lan chỉ nhận lời tham gia các chương trình thiện nguyện, tại đêm trao giải và lộ diện, Hương Lan hát live hai ca khúc Bậu ơi đừng khóc và Mẹ ơi mai con về, nữ nghệ sĩ thể hiện khả năng làm chủ sân khấu, truyền tải cảm xúc qua dòng nhạc dân ca Nam Bộ sở trường. Sau tuyên bố không chạy show, đêm trao giải ca sĩ mặt nạ là lần cuối khán giả thấy danh ca Hương Lan hát live 100% trên sân khấu lớn. Danh ca Hương Lan nói điều làm cô hạnh phúc khi tham gia ca sĩ Mặt Nạ 2023 là hát hoàn toàn bằng giọng thật suốt các tập. Việc Hương Lan xuất hiện tại ca sĩ Mặt Nạ thu hút sự chú ý của khán giả bởi trước đó nữ nghệ sĩ tuyên bố không tham gia game show. Về lý do tham gia chương trình, danh ca Hương Lan nói muốn thuyết phục người trẻ nghe dân ca, giữ gìn dòng nhạc đậm chất Nam Bộ. Suốt hành trình ca sĩ Mặt Nạ 2023, Hương Lan bị khán giả nhận xét là một màu, được ưu ái vào top 3. Những ca khúc nữ nghệ sĩ chọn thể hiện tại chương trình như Ngày xưa Hoàng thị gọi em là đó

buồn làm chi em ơi, bậu ơi đừng khóc, đa phần là nhạc trữ tình dân ca. Sau khi lộ diện, nữ nghệ sĩ nói hát được nhiều thể loại nhạc, nhưng chọn thể hiện dân ca để giữ gìn dòng nhạc gắn bó hơn 60 năm. Nhiều người cho rằng tôi chỉ hát được dòng nhạc Nam Bộ, thực tế tôi hát được nhiều thể loại, việc tham gia ca sĩ mặt nạ là trải nghiệm mới, nhờ đó tôi đo lường được những gì mình đã làm. Danh ca Hương Lan chia sẻ, sự kiện công bố và trao giải ca sĩ mặt nạ 2023 tổ chức tối 17 tháng 12, người chiến thắng cuộc thi là anh Tú, mascot voi bản đôn, Orin Khương Hoàn Mỹ, nhân vật ong baby đạt vị trí á quân danh ca hương lan mascot cú tây bắc về thứ ba cùng giải thưởng tiền mặt 100 triệu danh ca hương lan trải lòng về chuyện dã từ sân khấu Tối 16 tháng 12 trong live concert ca sĩ mặt nạ danh ca Hương Lan lộ diện phía sau hình tượng cú Tây Bắc. Trên sân khấu, nữ nghệ sĩ trình diễn ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình, đồng thời chia sẻ về hành trình tham gia chương trình. Hương Lan gửi lời cảm ơn khán giả đã yêu mến ủng hộ bà trong chặng đường 60 năm làm nghệ thuật. Nữ danh ca gây bất ngờ khi tiết lộ thêm, Hương Lan nghĩ rằng đã đến lúc mình phải chuẩn bị gác lại những chương trình không thể đi hát được vì lớn tuổi rồi. Tôi sẽ làm một kênh YouTube, cô nói, Hương Lan cũng sẽ làm một đêm diễn dã từ sân khấu, nhưng không phải giải nghệ đâu nha, Hương Lan vẫn hát nhưng là hát YouTube của mình, hát trong những chương trình từ thiện, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ quay hình những chương trình nào thật ý nghĩa, Hương Lan nói thêm. Hương Lan bật mí, thời gian tới khán giả sẽ không được xem bà biểu diễn ở phòng trà Vũ Trường, tuy nhiên Hương Lan vẫn sẽ hát và đăng tải trên kênh YouTube cá nhân. Tôi mong quý vị lên YouTube xem tôi hát, vì ông trời cho mình giọng hát, mình phải hát chứ, nhưng sẽ không đi nhiều như bây giờ. Lắng nghe chia sẻ của nữ danh ca, Trấn Thành tiếp lời. Mẹ sẽ dành thời gian nhiều hơn cho bản thân mình vì mẹ đã hát cả cuộc đời mình rồi. Nghe vậy Hương Lan tiếp lời. Thành biết sao mẹ muốn cảm ơn khán giả không? Vì mẹ đã nhận món tiền cắt xê từ lúc 5 tuổi. Lúc đó mọi người gọi mẹ là thần đồng bé Hương Lan, ái nữ của nghệ sĩ Hữu Phước. Trong clip, được ban tổ chức đăng tải sau chương trình, Hương Lan cho biết, trong một lần bà đến nhà người em vào đúng lúc ca sĩ mặt nạ phát sóng, khi theo dõi, nữ ca sĩ thấy đây là game show để nghệ sĩ cống hiến, phục vụ khán giả, chứ không phải để tranh đua nên quyết định nhận lời tham gia. Thành công mà tôi nhận được là đến gần với khán giả nhiều hơn. Thông qua đó tôi cho các bạn trẻ thấy rằng, đây là lửa của một người đam mê ở độ tuổi U70, để các em nhìn lại và nối gót, bà tâm sự.